Thì ngày hôm nay thì chuẩn bị hai anh em ráp một con bước qua tập trung vô dòng trợ lực thể thao ha. Trợ lực thể thao là thường mình hay dùng từ đó là những cái từ xe, cái xe sườn ngang các bạn ấy. Thường thì mình hay gọi là trợ lực thể thao. Còn nhiều anh em có nhiều cái từ khác nên là nó cũng hơi rắc rối phần đó. Đang chuẩn bị ra. Và các bạn thấy như nhiều khi anh em ngồi tán dóc chơi. Ơi, làm chi kỹ vậy? Ba cái mỡ bò mỡ biết này nằm ở trong đâu ai thấy đâu. Làm chi kỹ vậy? Trời ơi, kỹ cỡ này còn chưa thấy ăn ai nữa thì các bạn thử nghĩ đi. Thị trường mà. Người ta xài, người ta sẽ đánh giá và người ta sẽ loại ra những cái thành phần mà gọi là chụp giật. Các bạn muốn đứng vững thì các bạn phải chất lượng và uy tín. Mình không nói mình uy tín, mình không nói mình chất lượng. Các bạn thấy một chiếc xe, những chiếc xe bên mình đều rã nát bơm hết. Và như hai con này hai anh em buổi sáng mà rửa mồi mới được có hai con thôi, quá nhớt, quá dơ, không còn một hạt bụi hạt cát nữa. Cỡ này thì bắt đầu mới là rồi nhớt nhau đầy đủ hết, bắt đầu mới ráp ngược vô, bắt đầu tiến hành quá trình ráp. Ráp thì khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ là một chiếc xe rồi các bạn. Ráp thì lè lắm nhưng mà để chuẩn bị những cái bộ phận, những cái nhớt nhau chuẩn bị đủ đồ của nó thì cả ngày cũng không xong. Và trước mắt các bạn là một con Brighton. Dòng này thì mình chưa bao giờ sở hữu ha. Riêng những cái dòng Brighton 36V này là mình nói thật xưa giờ mình chưa sở hữu con nào hết. Dòng trợ lực thể thao nha. Còn dòng 36V Brighton thì những dòng dây Cura, những cái sườn đồng như vậy thì bên mình nhiều, đã từng nhiều và giới thiệu nhiều và đang có xe nhiều rồi. Nhưng mà riêng về con 36V mà đi clip clip ngoài động cơ trước trợ lực thể thao thì gần như mình chưa bao giờ mình có, mình sở hữu được hết. Nhưng mà ngày hôm nay mình ra được một cặp là hai chiếc. Hàng này cực kỳ hiếm. Ngày hôm nay cũng sẽ quay cho các bạn thấy. Đây là một con màu bạc. Và nếu quá trình của mình nè. Nhiều anh em nghĩ chắc đơn giản nhẹ nhàng lắm, lẹ lắm, nhưng không có đâu các bạn. Kể cả những chiếc xe mắc tiền và cả những chiếc xe rẻ tiền. Và đây là con gấp. Con gấp dòng này cũng đang anh em rất là săn lùng đó. Gấp gọn lại của Panasonic. Ngày nay ra được hai chiếc. Nhưng riêng dòng 36V này quay lại nó thì nó là các bạn thấy hơi, khi nó hình thành, khi nó hoàn thiện thì nó sẽ ra hình thù như vậy. Mình đang có một chiếc đã ráp xong rồi. Mà các bạn thấy mình chưa bao giờ mình quay những con này. Thực sự là chưa có để quay chứ không phải là không quay ha. Dòng 36V đường kính bánh là 700 và động cơ trước chiếc này các bạn thấy ráp lên gần cái tuần lễ 10 bữa này. Nhưng mà cũng đâu có đụng với nó đâu, đâu có rảnh để đi quay phim cho nó. Nó hình khi mà nó hoàn thiện nó sẽ ra được cái y hệt cái hình dáng kiểu này. Và các bạn thấy những anh em phải từ trên 65 đổ lên mới cởi những con này được. Con này không lầm hình như nó đi 7 lít tầng 7 hay 8 gì đó. Và các bạn thấy nó trang bị bộ thắng đĩa luôn, chứ nó không còn xài thắng lam giống như anh kia. Thắng trước vẫn thắng lam, nhưng thắng sau thắng đĩa. Đó thì cái con đó nó sẽ hình thành, nó sẽ ra hình thù như vậy đó. Trong cái lô này mình về đúng cặp. Và trong quá trình ngày xưa đến giờ bán thì chưa bao giờ gặp, chưa bao giờ sở hữu em nó. Hôm nay mới được sở hữu thôi. Bắt đầu phơi nắng. Phơi nắng bắt đầu vệ sinh. Vệ sinh bắt đầu nhớt nhau. Nhớt nhau thì đùm số thì bắt buộc phải rồi. Mỡ bò mới biết là đầy đủ hết rồi. Giờ đang vô mỡ bò lại cái dòng bạc đạn của anh này. Các bạn thấy những cái dòng xe này bạc đạn còn quá chê mỡ bò luôn. Nhưng mình đâu có biết được. Phải mở ra vô lại cái đã.
Còn cái chuyện nó có hay không có nó cũng không quan trọng. Dữ dằn hả? Quá trời mới. Con bạc này thấy thường là cái này, những cái này là nhớt, kinh cũng nhớt lắm các bạn, thấy không 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 còn một miếng nhớt miếng cặn nữa. Chia sẻ cho anh em biết là quá trình một chiếc xe nó cực như vậy không phải đơn giản như các bạn nghĩ. Đi học con. Rồi khi mà hoàn thiện thì mình sẽ update lên. Đang ra một con gấp nữa nha các bạn, con gấp Bana. Gấp Bana gấp gọn, đằng sau mình như còn con đang trong cái lô này cũng còn con gấp nữa. Đây, còn con gấp màu trắng nữa đây. À đúng rồi. Ơi con này không gấp các bạn. Con này không có gấp. Con này y hệt hết nhưng mà không gấp. Các bạn thấy sẽ chuẩn bị ra một loạt này. Vệ sinh đâu đó hết rồi đó. Sườn bụng rồi đó, vệ sinh. Chuẩn bị quá trình hoàn thành. Rồi, thôi anh em cứ đăng ký theo kênh, đăng ký kênh giùm mình đi. Rồi những cái mẫu form nào ra hợp lý thì alo. Các bạn thấy những dòng chấm rút kinh khủng không? Đẹp quá trời mới luôn. Rồi, chào các bạn.